Rồi lụm. Mẹ dữ. Bộ này dữ ghê. Hoài xuống đá phát một. Quá dữ. Coi dữ cỡ nào dữ vậy. Rồi bộ đẹp quá bạn ơi. Hàng chị nó phóng đá lẹ ghê. Còn mấy con ngoài không kịp nữa kìa nó. Mình gỡ thử ra còn con vô nữa không. Đó, nó lên nữa bạn ơi. Này trống hơi nhát. Đó. Đó nó giờ đó. Đó. Con hay thế. Đá nè. Trống. Con trống đẹp quá. Trống già. Trống già đẹp quá. Máu thế. Trông đẹp ghê. Xuống đá đi. Rồi lụm các bạn ơi. Vậy thôi. Có thế thôi. Lụm em thôi. Biết ngay à. Máu quá mà. Con này căng lửa quá. Quá căng. Để tôi gọi cho bạn coi nha. Đó. Con này nuôi này quá quá ngon. Con này đem về nuôi rồi bác. Quá chuẩn luôn. Quá trời chim xuống bạn ơi. Dạng ghê luôn. Làm trở tay không kịp nó luôn. Đu vô cái lòng nhóc bỏi của mình. Đó, đu vô đá nè. Đu vô lòng nhóc bỏi. Tại vì có mấy con chó này thành ra treo lên đó. Mấy chim bổi nó mới bắt vô nó còn lửa. Con chim sùng hết biết rồi. Treo cái lòng thất bại quá. Vô đó đá trong bổi mình. Thiệt là tình mấy con chó này. Đi vô. Sùng ghê. Giúp. Nhức bổi mới nó lạ quá. Thiết cái tình thấy lỏng chật. Nó ơi rồi rồi xui xui. Gì trời ngập gì đó không nhỉ. Chim nhiều quá ra làm rối. Trên dây điện nè. Hôm nay gặp mấy con chó nó ám mình. Gì nhảy lung tung lên.
nhiều đây còn la nữa. Lồ nằm xuống dưới đủ má cái con chó quỷ. Ám khí gì đâu. Là cổ chỗ đẹp không có chim.
đẹp. Đó, lụm.